em. Rồi chia sẻ với các bạn đấu qua đôi còi ngân trên chiếc xe Isuzu FVM 1500 anh em nhé. Đây là hai vị trí lắp còi rất đẹp các bạn này. Các bạn bắt vào đây, nó có gen chờ sẵn. Và các bạn bắt vào đây, chân còi đây. Các bạn cho còi chúc xuống như này, sau khi đấu xong như này thì dây lửa các bạn có thể lấy trực tiếp từ bình ắc quy, cực dương bình ắc quy, và các bạn có thể dò dây điện lửa ở trong cái cục dây này. Mình có bóng thử thì mình sẽ dò, còn nếu anh em không có, anh em kéo trực tiếp cái dây này xuống cái bình ắc quy đằng sau cực dương, anh em cho cực dương bình ắc quy nhá. Còn cái dây xanh này thì các bạn cho vào cái dây còi cũ này. Còi cũ thì nó sẽ có hai cái còi bé bé, cái còi gì ở đấy các bạn nhìn thấy không? Đây còi hai bé bé kìa. Thì các bạn rút cái dây ra thì nó sẽ có hai dây, các bạn lấy một dây thôi. Một dây bỏ đi vì một dây của nó cũng là lửa, các bạn bỏ đi, các bạn đấu vào cái dây này. Cho cái dây màu xanh này. Đấy, vào cái dây của còi cũ thì nó sẽ ngân luôn. Còn anh em đấu và kêu một tiếng, các bạn đấu hai dây nó song song thì nó sẽ không kêu các bạn nhá. Các bạn đấu như này nó mới kêu ngân nhá các bạn nhá. Đấy, còn đây thì em biết này. Đấy, vừa rồi thì mình đã quay toàn cảnh cho các bạn, các bạn để tháo mặt ga lăng ra và lắp đúng như này luôn. Đây Isuzu FVM 1000 này các bạn. Đó các bạn thấy không? Kêu rất là to, kiếm cực kỳ hay. Còn này thì bảo hành cho anh em 3 tháng, 1 đổi 1 anh em nhá. Còi xăm còn ly dung. Đấy, con này là sản xuất tại Trung Quốc theo công nghệ của Hàn Quốc anh em nhá. Đấy, còn này sẽ được bảo hành 3 đến 6 tháng, 1 đổi 1 anh em nhá. Đấy, kìa nghe tiếng rất là vang và đanh luôn. Ok anh em. Sập luôn. Mạnh không? Mạnh tí không? Rồi okay. Bó bài anh phát nữa cho chắc. Em ra đây bó bài anh phát nữa cho chắc. À, đây các bạn này, còi đắp vị trí này rất là cao ráo anh em nhá. Có thể anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038 anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.